Cho bút mà không xài. Ê thanh niên kia cắt chuối tôi chi vậy ông nội? Trời thiệt tình chứ tôi có trái chuối à. Đem nó đem đem chơi cắt chuỗi chuối luôn. Ok, hello xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với game Gia Quốc Simulator. Thì cũng khá là nhiều bạn kêu mình làm tiếp game này, thì mình sẽ làm tiếp game này. Nhưng mà bây giờ là hôm trước là mình thấy phát hiện trên kia là có một cái cổng mà nó cần tới 100 grass mình mới qua được bên đó. Ok, và bây giờ là mình sẽ lên 100 grass và đi qua bên và đi qua bên kia thôi. Thì nếu như bạn nào thấy thích cái video này, đừng quên bao like cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình. Và comment ở phía dưới coi mình bạn nào có muốn mình làm tiếp game này không nhé. Trước tiên là bây giờ theo như mình đoán là nó fix lại cái lỗi rồi. Bây giờ nó không cho mình nhân 10 nữa. Bây giờ là mình sẽ đi đào hết thử cái 75.000 này coi mình được bao nhiêu tiền nha. Bây giờ là nói chung là nó fix lỗi này lại rồi, mình không thể nào mà hình như là mình không còn nhân 10 nữa. Hôm trước là vô tình mình được nhân 10 mà đã vậy rồi được bán cực kỳ nhanh luôn chứ. Nó không phải mỗi lần nó phải vô phải đợi nó rút từ từ đâu, mà nó bán một lượt một cực kỳ nhanh luôn. Chắc là do may mắn thôi. Bây giờ hết may mắn rồi. Đó, coi nó rút kìa. Đó, nó rút kiểu yêu vậy đó. Rải được. Nó fit lại khi mà nó lại đây nó đứng á, thì mình đứng yên một chỗ luôn, nào mình không thể nào mình di chuyển luôn. Có khi nào mình bán xong thì mình mới đi được. Thì sau khi mình bán xong mình được 7.000 rưỡi tiền, và lúc này mình không còn được nhân 10 nữa. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó lại có một cái code mới nữa. Code gì cả. Đây. Code mới nha mọi người. Đó, downtime. Code này khi nhập vô là nó sẽ cho mình 2.500 tiền, nhưng mà chắc là mình để dành đi. Coi như bây giờ mình không còn nhân 2 hay nhân 3 gì nữa. Mình cũng chả còn nhân 10 nữa, nên là chắc là mình sẽ để dành và cực mình nên là mình rebirth xong rồi mình hẳn xài. Ok, và bây giờ là mình để coi mình nên lựa cái túi nào đi. Bây giờ lựa cái túi nào mà cho nó xài cho nó thoải mái tí nè. 85 7 à thôi, mình xài 85 thôi được rồi. Wow, ôi cầm nguyên cái rương kho báu luôn mới ghê chứ, quái được. Ok, cầm này cũng được, cầm này xong là mình đi hết cái đống này là coi như mình đã đủ tiền để lên được mình đã đủ 100 grass rồi. Bây giờ là mình đi từ lên cái chảnh thôi. Không biết cái này là ngoài chỗ này ra thì nó còn một cái shop nào nữa không ta? Ngoài shop này là một nè. Chỗ này là vì hai coi, là chỗ này là để bán những cái xe. Ok, và bây giờ mình sẽ lên tầng này đó. Thì bây giờ mình không biết là cái kiếm này nó còn với giá 80 hay không. Mình không biết là có phải giá của nó 80 hay không. Không hiểu tại sao mình mua cái kiếm ngon vậy mà chỉ được có 80 thôi. Không, một phát một chém của nó nè, không? Wow, chém của nó cực kỳ đã luôn, một phần lần chém mà chùi lũi hết rồi. Giá nó vẫn vậy chứ không khác nè, được. Vậy là lên cứ lên trên này là cố gắng kiếm được 80 tiền là coi như là lên rồi. Ok, và mình đã lên được 100 rồi. Bây giờ là mình sẽ đi lên trên kia và mình sẽ bước qua cánh cổng. Ở đây có một cái bãi cỏ cũng khá là đẹp nè. Wow. Bãi cỏ này cũng đẹp ghê luôn á chứ. Wow, bây giờ là mình sẽ bước qua thử cái cánh cổng này để coi bên kia của nó sẽ là cái gì đây. Wow. Ủa sao tự nhiên qua bên đây nó bật nhạc vậy? What này? Thú hồn, tự nhiên đi qua bên này có bật nhạc lên chi không biết nữa. Bên này là nó có chỗ để bán luôn nè, đúng không? Chỗ này là chỗ để bán nè, đúng không? Hình như không phải. Chỗ này nó cũng bán nè. Úi giời, chỉ cần đứng ở đây là nó bán rồi. Hình như bên này là nó bán nhanh hơn thì phải. Không, cũng vậy à, nó cũng bán giống như bên kia thôi, chả khác gì. Nhưng mà được cái nó bán lâu quá. Bán cực kỳ lâu luôn. Mình mà cầm cái túi nó mà càng nhiều là bán cực kỳ càng lâu nữa. Ok, để mình coi quick sale có 200 lần hả? Mắc vậy. Đùa. Quick sale có 200 lần.
Thôi cái đó kính sau đi, bây giờ là mình sẽ đau. Nhưng mà của mình mới lên được ở trên này à. Mình mà muốn lên trên kia nữa thì mình phải rebirth 20 lần lận. What? Dữ vậy? Dữ thần. Mình không biết trên này với cái cỏ trên này nó có khác gì không, nhưng mà nãy giờ đào được bao nhiêu đã bán ra một cây cỏ của nó chỉ được đúng 1 đồng tiền. Nên thôi mình sẽ quyết định đi xuống dưới và rebirth. Ôi, lên thám hiểm lên được trên kia là không không có gì hết đó. Trên kia rất là bình thường, không có gì cả. Phải là rebirth 20 lần thì mình mới bắt đầu lên trên kia được. Để coi bây giờ mình rebirth là bao nhiêu đây coi. 10 1.50 ngàn. Ôi giời, dư rồi. Dư tiền chắc luôn. Game Pass will kiss nè. Nó nói là Cast, Grass, Tool và Pắc Pắc và Vehicle sẽ bị mất sạch. Game Pass thì nó sẽ giữ lại. Ok, và mình sẽ rebirth luôn. Lỡ rồi. Có gì nó đâu cử. Ủa? Ủa sao mình rebirth không được? What? Ủa mình rebirth rồi mà. No, what the hell, cái gì vậy? Ôi, rebirth mà nó không cho luôn kìa. Hả? À quên, cát không đủ. Quên, mình nhìn lộn, cát nằm bên này mà chứ không phải nãy giờ nhìn lộn grass. Tôi cũng lầy quá mà. Hey. Trời ơi, lâu lâu mà nhìn lộn mới ghê chứ. Nó đạn thật, bó tay. Nói chung là game, nói chung là mình không còn được ưu ái nữa, nên là bây giờ mình sẽ trở thành một người như bình thường và mình đã lên được cái răng Platinum rồi. Platinum là 100 nè, Diamond là 250. Ok, và đã đủ được 150 khách rồi. Yes, hay quá, bây giờ mình sẽ rebirth luôn. Wow, sau khi mình rebirth xong mình được một cái, ủa cái ý, mình được cái xe kéo nè, xe máy cắt cỏ nè. Rồi để coi máy cắt cỏ này nó nằm ở mức bao nhiêu nhỉ? Ồ, 30 ngàn luôn. Wow. Mình không biết nó đào có nhanh không nữa, nhưng mà nhiều bạn nói mình là mình bỏ quên hai cái code, một là cái code turtle, hai là cái code turtle bắt là cái mai rùa á, thì cái code đó là mình có nhập thử nhưng mà hết hạn rồi. Xin lỗi đời quá nhỏ. Hết hạn mới ghê chứ, thiệt tình. Invalid luôn mà. Ủa gì kỳ vậy? Ồ, lắc hả? No. Đừng nói với tôi là tôi lắc đi. Đừng nói. What? Trời ơi, nó lắc rồi, chém không ra luôn. Đợi xíu để reset lại cái. Cái gì đâu mà chém nó mà nó không được luôn mà. Ok, có vẻ như là do hồi nãy là mình đang rebirth, mình đã lộn, mình đang bán cỏ mà coi như mình chơi mình nhấn rebirth nên phát là có vẻ như nó bị lỗi ngay khúc đó. À, nên là mọi người rút kinh nghiệm nha. Bán cỏ, đang bán cỏ đừng bao giờ bấm nút rebirth, mất công lắm. Bây giờ là mình sẽ nhập cái code hồi nãy vô. Thì mình cũng đoán được cái khả năng là mình sẽ bị mất cái nhân 10 đó. Nên là thôi mình sẽ để dành cái code này sau khi mình rebirth xong mình nhập vô. Đó, mình sẽ được 2.500 tiền. Mình sẽ lấy 2.500 tiền này mình đi mua đồ. Trời đất ơi, tôi mua được cái gì vậy? What? Tôi mua được cái này à? Đồ à? Mua được cái túi 2.000 mới ghê chứ. Ôi cái xe này còn nhanh ác nữa nè, trời ơi, xe này nhanh cực kỳ luôn. Cái này nó cái kiếm laser da của mình nó cũng không nhanh bằng cái đó nữa, nên là mình sẽ sử dụng cái này để mà mình đi chiếc đi cắt cỏ nó sẽ nhanh hơn nữa. Ôi ra tại sao cặp trước nó lại cho tôi cái kia để rồi tôi mơ tưởng mộng tưởng chi không biết nữa. Giờ cái nhưng không có nhân 10 thấy nó ngứa người ghê. Ủa gì vậy? Cái này cử lên nhanh lắm chứ ai về nó lên lâu dữ vậy. Thôi để mình chém cho lẹ. Trời ơi, cô thấy cô chém nó còn nhanh hơn là cô đi cô ngồi cô kéo mấy cái kia. Thiệt. Thật lòng luôn. Thấy thấy cầm kiếm là về chém nó còn nhanh hơn là cầm kiếm là về chém nó còn nhanh hơn là đi cái cầm cái máy kéo này nữa. Ok. Nói, bây giờ nói chung là cứ đi lên đi về như thế này thì nó cực kỳ nhanh luôn. Ok, chắc nhiêu đây là được rồi đó. Lên khoảng 10 ngàn rưỡi. 10 ngàn rưỡi, để coi 10 ngàn rưỡi thì mình sẽ mua cái gì đây?
10 ngàn rưỡi. Được cái túi đúng 7 ngàn rưỡi luôn. Cái túi mà đợt đầu tiên sau khi mình bán cái này xong mình được 75 ngàn đô, đúng lúc đó là há hốc mồm. Mà trong tập 1 mình đã có đính chính là mình không mua VIP rồi ha, mình không mua Game Pass luôn mà vẫn có bạn comment cho mình mua Game Pass, mình cũng lạy. Vãi đợt. Tôi đã nói rõ là tôi không mua Game Pass rồi. Bây giờ là phải đợi cho nó ra nhiều code nữa. Bây giờ mấy cái code mà đợt đầu mình gửi là nếu như mà xài đúng á, là không nên xài hết, để dành đi. Cứ mỗi lần mình rebirth là mình sẽ có tiền để mà mình sẽ có tiền để mà mình à, mỗi đúng rồi mỗi lần rebirth là có code nhập vô là có tiền xài à, chứ không cần thiết phải đi chém chém vậy không. Mới vừa rebirth xong là coi cái túi có 10 à. Tiền đâu mà mua mấy cái túi túi cấp cao. Hưng ngồi cày chắc cũng đi người luôn quá chứ. À quên mất, mình chưa có kịp tham quan cái vị hai cổ bên kia nữa, để mình đi qua bên kia mình coi luôn. Wow, có thanh niên lên cái 500 mấy luôn, 500 mấy grass luôn, 560 luôn, ghê thật, 578 với 560. Wow, mấy thanh niên này cày kinh thật. Ôi, 277 và 493 luôn. Quá khủng khiếp. Quá dữ. 250 nè, đó 250 một cái xe nè. Quá nhiều, 750 nè. 1 triệu 250 và 2 triệu 2 triệu rưỡi. Hết mặt dữ vậy. Oh no. Trời ơi. Hey, bây giờ để mình coi thử không, nhân năm không mà nó đã 500 Robux rồi. Bởi vậy nếu như mà mua á, là chỉ có nước là mua cái này, mua cái quick sale thôi để nó bán cho nó nhanh thôi. Đấy, chứ còn mua nhân năm cũng hơi hao. Ai mà đào không được giống như mình hồi nãy á, chỉ cần việc ao ra vô lại là được. Ao ra vô lại là cỡ nào đào không được luôn. Ok, đây là một phút trừ cho fan nào. Fan nào lần này là của bạn Thanh Thanh, bạn đã vẽ cho mình khi mình và Vami đang chơi Flee the Facility, và lúc này mình đang làm thằng Beat và đang đi tìm thằng Vami, mà lúc thằng Vami nó chôn mình, nó kính chôn mình, nó đứng sau lưng tao đi nè. Châu. Ok, cảm ơn bạn rất là nhiều. Thì bạn nào có fan nào cứ gửi cho phần cá nhắn fanpage, mình sẽ lựa ra và cho lên video này nhé. Ok, bây giờ mình xuống là game thôi. Khoảng 15 giây đi. Đó, 15 giây để mà nó bán hết cái đống này. Rồi thử nghĩ coi khi mà lên tới 25 tiền thì bán hết khoảng chừng nào trời. Wow, phê, phê lôi. Nhưng mà thôi kệ, được cái mình có cái mình có kiếm laser nó cũng đỡ ha. Mình nói chung mình cũng đỡ được tiền tiền mua mấy cái kia rồi nên cũng khỏe. 75 ngàn à, không phải mua cái chuối mới đúng chứ. Đó, bây giờ mình đã có được cái túi hình trái chuối. Túi hình trái chuối. Wow, này ngồi ké được không? Chắc không quá, nên thôi mình sẽ đào thôi. Mình không được xài ké xe của người khác, má nói là không nên. Đó. Đồ của người nào thì người đó xài, không nên xài của đồ của người khác. Mắc công là chu cha đào chi nhanh vậy, trời ơi trời, đi có đầu là đào sạch cái đó luôn. What the hell. Ha, quá đẹp. Coi như mình đè chuột nó còn nhanh hơn là ngồi lít chuột cho hư chuột chi biết nữa, khổ thật. Đây là nhà của cái ông nào mà bự cũng khiếp luôn, nhà chi mà bự gì không biết, nên làm chi cái cánh cửa này mình vớ không tới luôn, nhảy mắc công mỗi lần mở cửa phải nhảy nữa. Rồi, mình không biết là cốt của mình mấy đợt trước là nó còn hạn hay không nha, tại vì sợ nó hết hạn rồi đó. Đó, bây giờ có một cốt này duy nhất thôi. Ồ, lên được Diamond rồi. What? Ồ, mình đã lên được rank Diamond luôn. Yes. Quá thơm. Ồ, thanh niên này xài cái cây kiếm màu này hả ta? Sao sao lại không mua kiếm kia nhỉ? Hay là
Tại vì mình coi cái kiếm của mình là mắc nhất rồi, kiếm này là mắc nhất trong trong đám kia rồi mà còn kiếm nào mắc hơn nữa hả? Đâu rồi, để mình chạy lên mình coi lại coi cả sao thanh niên này lên cái master đúng không? À đúng rồi, master mà tại sao lại sử dụng cái kiếm màu xanh nhỉ? Để mình coi thử. Cây 20 nè. Ồ double 30 giây để nâng nâng cấp cái kia. Ồ à cái kiếm này nè. 75 nè, 80 nè. Mình đang có cái kiếm 80 luôn mà kiếm mắc nhất luôn mới chịu chứ. Really? Thì sao thanh niên kia vẫn vẫn xài cái kiếm màu xanh nhỉ? Đó ra cái ông cái kiếm một một kiếm nè. Ồ master, master là bao nhiêu nhỉ? Ồ master là 500.000 lận. 500.000 grass lận. Wow. Trời ơi, nó cho mình cho boost mà rốt cuộc mình không xài. Vãi lo đi 8 ghê chứ. Cho boost mà không xài. Ê thanh niên kia cắt chuối tôi chi vậy ông nội? Trời ơi, thì tình chứ tôi có trái chuối rồi. Đem nó đem đem chơi cắt chuỗi chuối luôn. Quá tài. Nói chung là không nên cắt chuối của người khác. Không nên cắt chuối của anh, đừng cắt chuối của anh. Vả thanh niên này, mấy thanh niên này nhà mình ra cắt chuối hoài, tôi có cái trái chuối thôi, đừng cắt chuối. À, à thanh niên này mua kiếm không được chứ không phải là. Ok, rồi trời ơi mấy thanh niên này đừng cắt chuối. No, tôi có cái trái chuối à, đừng có cắt. Trời ơi thêm thanh niên này đào chuối nữa chứ phải cắt chuối luôn. Ôi cần chứ. Ok, full rồi. Ok, mừng quá. Đừng cắt chuối. Vãi mấy thanh niên ăn vô cứ ngồi cắt chuối hoài thiệt tình chứ. Để coi lên được bao nhiêu tiền. À lên được khoảng 50 mấy ngàn chứ đúng không? Ừ đúng rồi, lên 50 mấy ngàn rồi. 60 mấy luôn. Không 50 mấy à, để mình coi thử coi mình lên được cái túi nào đây. Hồi nãy là mình mua cái túi 35.000. Bây giờ chắc là mình sẽ mua lên được cái túi cấp cao hơn được, chứa được nhiều hơn được một chút. Một chút thôi. Không đủ luôn. Lấy đàn. Từ 35.000 nó lên tới 75.000. Ông nói vãi game. Nó chôn người mới ghê chứ. Vãi thanh niên ăn luôn với lầy chứ. Ôi thanh niên này ghê lắm. Vãi đàn. À, cô lại đừng có ăn. Trời ơi là trời. Đây cần cắt rồi được rồi. Cắt rồi còn ăn nữa chứ. Rái đây. Ồ, cái chỗ này mình nhảy được hả? Ở dưới này mình có gì quá gì đâu mà đào. Rái đây. Ok. Bây giờ mình xong cái này nữa là mình sẽ đủ tiền nữa mà mình mua được cái túi 75.000, chắc là sức chứa của nó cũng chỉ được có 50 thôi. Ồ, hình như là một lần đào mình được bao nhiêu nhỉ? Ôi, mấy thanh niên này đào nhanh quá, mình không kịp nhìn luôn. Ồ, một lần đào chỉ được có 20 à. Đùa. Đào gì mà ít như vậy, làm gì mà cắt ít như vậy, cắt đúng mít luôn. Ok, full rồi, hay quá. Nói chung là trong cặp này mình chỉ reboot được đúng một lần. Do dư âm của cặp trước để lại. Do dư âm của cặp trước để lại thôi. Bây giờ mình phải cố gắng mình đạt lên được God. Ồ, thôi lên God phê quá. Lên gót tốn có 1 triệu lận. Grandmaster, nói chung là cứ lên dần dần đi. Hiện tại là lúc đầu mình vô mình là gold đúng không? Và sau đó mình đã lên được diamond rồi. Chú cha lên cũng nhiều ấy chứ. Nhiều hơn cặp đầu luôn. Cặp đầu là mình rebirth nhiều. Nhưng mà cặp này là mình lên grass nhiều. Chẳng. Chẳng không cần chỉnh. 75 tiền đó y chang mình được 50 rồi. 75 hay 85 trời. Thiệt luôn á, nói chung là cái game này á là nó tăng mấy cái túi tiền á là đằng sau nó tăng càng lúc nó càng ít để mà nó gài cái lòng tham của mọi người á. Chắc luôn. Tại vì bây giờ mình mà đi thêm một cái nữa là mình sẽ đủ tiền mình mua được cái bình nước nè. Nên thôi mình sẽ quyết định mình mua cái bình nước.
Ok, mình sẽ quyết định mình đi thêm một cái nữa. Lỡ rồi game này nó đánh trúng lòng tham của mình mà, nên là mình sẽ đi đào thôi. Cái gì vậy? Tôi nhớ là tôi tắt nhạc mà sao cứ ăn cái nhạc đâu, nhạc bật hoài vậy? Không biết nữa, khổ ghê. Trời, thanh niên này chạy xe ẩu dễ sợ luôn, thấy không? Mấy thanh niên này hình như không không thèm rebirth luôn hay sao ấy, cố gắng để dành tiền để mà ở đâu cố 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 gắng để dành để mua mấy cái xe này để tăng grab nhiều nhất có thể thì phải. Cố gắng lên được 1.000 grab để lên được god hay sao ấy. Chứ không thèm rebirth luôn mà. Nhìn là biết liền mấy thanh niên này không thèm rebirth luôn. Mình vẫn ham rebirth hơn. Nhưng mà thôi, suy nghĩ đi suy nghĩ lại, không biết mình rebirth mình được cái gì nữa. Thầy trong game này tôi không biết rebirth xong được cái gì, chỉ có điều là rebirth xong được qua những cái map mới thôi. Mà không biết cỏ bên đó nó có bán được giá tiền gấp đôi bên này không, mà mình hăm hố mình rebirth làm gì nhỉ? Bạn nào mà rebirth trên 20 lần, bạn nào rebirth trên 20 lần á thì cho mình biết thử coi là khi mà mình qua cái ở bên kia mình cái cỏ nó có mắc hơn bên này không nha. Comment phía dưới cho mình biết nha, để mình biết coi là cặp sau mình sẽ quyết định lên 1.000 lên 1.000.000 grass hay là mình sẽ lên rebirth 20. Đó, mình đã đủ tiền mua được cái bịch rác. Hay là từ từ cái trái chuối mà lên được cái bịch rác rồi. What the hell? Và ok, thì nói chung là trong cặp này mình lên grass nhiều hơn cặp trước. Thì bạn nào mà muốn cặp sau á, mình lên 1.000.000 grass hay là mình lên 20 rebirth thì comment ở phía dưới cho mình biết nha. Thì mình sẽ gì full nhanh vậy? Ủa có mua lộn không vậy? 7.500 hay là 75.000 vậy? Ủa có xài lộn không vậy? À, mua lộn. Ê, hàng chi mới đào một chút thấy lộn mà. Bó tay. Phải là mua cái này mới đúng nè. Úi giời ơi, hàng chi. Thấy nó lạ quá. À, thì ok thì nếu như bạn nào muốn mình là làm kiếm game này thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một share và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video mới nha. Bye bye.